Thưa quý vị, chiều nay 24 tháng 4, Báo Nhân dân chính thức khai trương trang thông tin đặc biệt Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và những việc cần làm ngay, đúng dịp 25 năm ngày mất của đồng chí Nguyễn Văn Linh, 27 tháng 4 1998, 27 tháng 4 2023. Trang thông tin http://nguyenvanlinh.nhanzan.vn gồm hai chuyên mục chính: Những việc cần làm ngay và Sức sống những việc cần làm ngay. Trong đó, chuyên mục Những việc cần làm ngay đã số hóa kho tư liệu đặc biệt với 31 bài báo của đồng chí Nguyễn Văn Linh đăng trên Báo Nhân dân từ năm 1987 đến năm 1990. Bên cạnh đó là hơn 200 bài viết hưởng ứng Những việc cần làm ngay và những bài viết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các học giả, nhân dân về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh trong chuyên mục Sức sống những việc cần làm ngay. Đây là trang thông tin đặc biệt thứ 3 về xây dựng Đảng được Báo Nhân dân xây dựng phát triển trong 2 năm qua, là tài liệu tra cứu, tham khảo quý giá trên nền tảng số cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân và các chuyên gia, bạn bè quốc tế về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa sức sống những việc cần làm ngay trong giai đoạn hiện nay. Cùng với việc khai trương trang thông tin đặc biệt, Báo Nhân dân tổ chức tọa đàm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và những việc cần làm ngay nhằm phân tích tinh thần đổi mới sáng tạo, kiên quyết chống tiêu cực, làm rõ thêm tính chiến đấu của những bài viết về tư tưởng đổi mới, quyết liệt chống tiêu cực của đồng chí Nguyễn Văn Linh, tính thời sự, giá trị thời đại của những việc cần làm ngay trong quá trình đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước, xây dựng và chỉnh đốn Đảng.